À, xin chào anh chị chào mừng anh chị trở lại với talk chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 17 tháng 9 và nhận định thị trường và các cổ phiếu từ 20 đến 24 tháng 9 năm 2021 à, hôm nay là một phiên mua vào khá là tích cực anh chị nhé à, các anh chị có thể nhìn thấy là cả ba sàn đều tăng điểm rất là tốt đối với uh, HNX là tăng từ 0,5% cho đến HNX là 1,34 và COM là 1,21% à, HNX, HNX, COM đều mua vào về khối lượng rất là tốt VN Index và VN30 duy trì tốt trên cái đường trung bình MA20 Giống như mình nhận định ở các phiên thì anh chị thấy đây là những cái dấu hiệu rất là tích cực nhé Đấy. <laughs> VN Index này tăng 0,5% này khối lượng rất là tốt nhé Như thế này thì nó vẫn là trong một cái xu hướng lên nhé Xu hướng lên này thì nó khá là yếu Phải nói là xu lên này nó khá là yếu Bởi vì thông thường nếu mà một cái xu hướng lên mạnh á là các anh chị thấy ấy, khi mà nó bắt đầu nó hồi á là nó sẽ có cái xu hướng là xuất hiện những cái ngày bùng nổ theo đà tuy nhiên là khi mà nó không xuất hiện bùng nổ theo đà thì cơ bản là một cái trend nó cũng khá là yếu nhé tuy nhiên trend yếu này thì chúng ta sẽ không kỳ vọng quá nhiều nhưng mà về cơ bản là nó cũng có thể mang lại cho chúng ta những cái lợi nhuận nhất định đúng không các anh chị rất nhiều anh chị nắm giữ hoặc mua các cổ phiếu kiệt vô ở trong cái giai đoạn qua qua khi mình chia sẻ đây này các anh chị có thể xem ở đây này các cái cổ phiếu ở đây thì sẽ có hai cái nhóm cổ phiếu nhé. một cái nhóm cổ phiếu là bùng nổ theo cái phương pháp mua bùng nổ của K Slim, một cái nhóm thứ hai là đánh các cổ phiếu kiệt vôn à, trong cái giai đoạn vừa qua thì mình cũng khuyến nghị là các anh chị dùng các cổ phiếu kiệt vôn thì các anh chị có thể theo dõi ở đây nhé tất cả đây đều có này trên là mua bùng nổ dưới là kiệt vôn này à, cái cổ ba cái vick vinhome và vre này không phải là để mua đâu nhé anh chị nhé mà hôm đấy là mình sẽ phân tích ba cổ phiếu đó cho các anh chị vì nhiều anh chị hỏi về nhóm cổ phiếu của họ nhà vin nhé còn các cái này này đây là trên là bùng nổ dưới là kiệt vô này thì anh chị có thể đánh giá đo lường được cái cách phân tích cái cách mà chúng ta đưa ra các cái quyết định trong cái việc mua bán anh chị nhé thì là về cơ bản thì với cái thị trường như vậy thì chúng ta đánh giá là trong cái xu hướng lên tuy nhiên nó không phải là quá mạnh đấy cách đây khoảng một hai hôm thì rất nhiều cổ phiếu rút bỏ nhưng hiện nay cân bằng và hồi phục rất là tốt nhé sau khi rút bỏ này test cung này tự kiểm định cái lực bán ra hết rồi thì nó bắt đầu hồi phục rất là tốt thì cái chiến lược hiện tại của chúng ta là vẫn nắm giữ các cái dòng cổ phiếu mạnh tích lũy thôi mua các cổ phiếu cân bằng kiệt vô tích lũy và thậm chí có thể xem xét mua các cái cổ phiếu bùng nổ bởi vì nó cũng khá là tích cực thị trường thì xu hướng lên nhé chị nhé nó là sideways nhưng sideways theo xu hướng lên không mạnh không phải là quá mạnh nhé tất nhiên là rất nhiều anh chị sẽ nói rằng là cái vùng phía trên này này nó sẽ có cái hiện tượng rung lắc là bởi vì nó gặp những cái kháng cự chả sao cả anh chị nhé kệ nó thôi nếu chúng ta mua tìm là những cái vị thế những cái điểm mua đẹp thì chúng ta không sợ cái việc đấy nhé còn nếu mà chúng ta cứ đây mà chúng ta cứ sợ là nó rung lắc nó điều chỉnh như thế thì chúng ta sẽ chả thể đánh được cổ phiếu anh chị nhé tức là thị trường đang cái xuống lên thì nhiệm vụ của chúng ta là phải ghi nhận đúng hiện trạng của nó là nó đang đi lên nhé và hiện nay chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu chúng ta có lợi nhuận và chúng ta an toàn đúng không ạ vậy chúng ta quyết định cái việc này thôi chứ bây giờ mà bảo đi phán đoán các thứ này đương nhiên là chúng ta cũng có thể phán đoán được nhưng mà thứ nhất là xác suất nó sẽ không đúng xác suất uh, nó rất là, là là, là thấp anh chị nhé xác suất được khoảng năm sáu phần tốt nhất không cần phải đoán làm gì đúng không ạ chúng ta ghi nhận đúng hiện trạng và đánh giá đúng bản chất cái thị trường hiện nay nhé trường đây là về bản chất là vẫn là hướng sai hướng lên xu hướng lên yếu nhé vẫn ưu tiên nhiều hơn các cổ phiếu kiệt vôn chúng ta xác định như thế thì chúng ta đánh rất là an toàn kể cả nó rung lắc chúng ta không sợ đúng không ạ bởi vì đa phần là các anh chị mua những cổ phiếu rũ bỏ rồi mà đó, cho nên chúng ta sẽ không phân tích nhiều quá về thị trường. Rất nhiều người đi phân tích rất là nhiều đoán ra đoán non ở đây này. Nhưng mà không hiệu quả. Thì mình không muốn đi theo cái hướng đó nhé. Có hai cái cách. Một là chúng ta ghi nhận đúng cái hiện trạng của thị trường để lựa chọn cái chiến lược đánh thông minh và hiệu quả. Cách thứ hai là suốt ngày chúng ta đi phán đoán thôi. Thì mình sẽ không đi theo cái hướng đó, anh chị nhé. Nó rất là rõ như thế. Nhé, vẫn là mua các cổ phiếu kiệt vôn. Tích lũy có thể xem xét một số cái cổ phiếu mùa nổ đối với những cái dòng mạnh đó hôm nay có một cái tín hiệu nữa cũng khá là tích cực là anh các anh chị có thể nhìn thấy này số lượng các cái cổ phiếu tốt này này tiếp tục là gia tăng nhé 4.59 cổ phiếu này vượt trên cái đường trung bình rồi điểm số ở đây tăng rất là tốt nhé 1,3 phần trăm là trung bình cộng của các cổ phiếu tốt đấy á, tăng 1,3 phần nhé rất là tốt đấy VN Index mấy VN30 không tăng nhiều bằng là bởi vì nó còn vướng cái đội các cái cổ phiếu của vốn hóa lớn cái thị trọng lớn đây vn 30 này vn đấy này đúng không ạ tuy nhiên là các anh chỉ thấy bình quân thì nó rất là tốt nhé à, các cái dòng cổ phiếu nào mạnh thì các anh chị có thể nhìn thấy là, ví dụ là khai khoáng năm nay có sự trước lại này mặc dù là nó là dòng mạnh nhất này dịch vụ tài chính này dịch vụ tài chính đang rất là tốt nhé dựng hướng lên này bán lẻ nhé, bán lẻ sau một phiên rũ thì bắt đầu quay lại nhé công nghệ cũng khá là tốt anh chị nhé cao su này thực phẩm này bảo hiểm này dệt may này thép này dầu khí này dịch vụ vận tải vận tải biển này nước này đấy cứ khoán khá là ổn rồi nhá trên cái mức trung bình rồi đấy gỗ và giấy anh chị nhé nhìn này viên 30 của anh chị nó ngang chỗ này này đấy, à, thì những cái dòng như hóa chất thì nó sẽ thấp hơn một chút thiết bị điện điện bất động sản bình quân thì thấp hơn một chút hoặc là ngang 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 đúng không ạ đấy y tế thấp hơn nói chung là rất là nhiều dòng mạnh anh chị nhé như thế này thì nó cũng tương đối là yên tâm nhá tương đối yên tâm và vẫn an toàn nhé, thì chúng ta nhìn ở đây chủ yếu nhìn thấy các cái dòng mạnh với nhìn thấy có an toàn hay không thôi anh chị nhé Đấy. Thì tiếp theo là danh sách các cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ trong phiên theo cái Ken Slim thì đây là danh sách các cổ phiếu thì cái file này mình sẽ tặng cho các anh chị, các anh chị xem ở dưới đường link này này. Anh chị xem ở phía dưới đường link này, này. nhé Hàng ngày mình sẽ đều có dưới đây này thì anh chị sẽ có những cái đường link nhé. thì các anh chị download cái file này về các anh chị nghiên cứu. Thì ở đây thì cách ở đây thì là thứ nhất là cái cách thể hiện thông tin á, mã cổ phiếu này. Ngày hôm nay là ngày 17 đúng không ạ? Giờ đóng cửa ngày hôm nay này thì cái giá mà chúng ta xem xét mua thì không nên cao hơn một hoặc hai so với cái giá này tất nhiên là các anh chị có thể mua cao hơn ba hoặc bốn cũng được nhưng mà cái lợi nhuận kỳ vọng ở đây này bình thường là sẽ khoảng hai thì chúng ta sẽ phải giảm đi đúng không ạ nếu mà canh mua đắp năm thì chỉ có thể kỳ vọng 15 phần thôi trong khi đó cái cắt lỗ của anh chị là bảy phần từ cái điểm này thì mà bị mua đắt năm thì lại sẽ bị dâng lên đúng không thì, thì, rõ ràng chúng ta sẽ bị cái 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 lợi thế về cái cái, cái kỳ vọng chốt lời sẽ bị giảm đi và cái điểm cắt lỗ sẽ bị dâng lên thì sẽ rủi ro nhá thì các anh chị có thể cắt lỗ bằng 7% này hoặc là khi mà nó giá đóng cửa thấp hơn những cái mức này này nhá hoặc là nếu mà cổ phiếu chạy ấy, thì trong nền thì nếu thủng dưới MA20 thì chúng ta nên bán hoặc là vượt nền rồi thì dưới MA10 cũng nên bán đó đó các cổ phiếu bùng nổ nhé anh chị nhé lát trên AMI mình sẽ lướt lại một chút cho anh chị nhìn các cổ phiếu này nhé tiếp theo là các cổ phiếu mà mình gọi là cổ phiếu hay nên quan tâm nha anh chị nhé và những cổ phiếu này có cái xác suất tăng giá ở T 3 rất là cao và thậm chí có thể cho anh chị những cái khoản lợi nhuận vài chục phần trăm cũng khá là tốt nhé yeah. những cổ phiếu này dự kiến là có thể nó sẽ bùng nổ ở trong tương lai đấy tức là ngoài cái việc T3 là đương nhiên chúng ta có lợi nhuận và chúng ta có những khoản lợi nhuận thêm 20 nữa cơ nhé yeah. thì đây chủ yếu là một số cổ phiếu ở chứng khoán này cao su nhé yeah. cao su này vận tài biển xây dựng này đấy ngày ngày hôm nay này giá đóng cửa này giá xem xét mua này chút lời kỳ vọng này và cắt lỗ khi thùng 7% so với giá anh chị mua hoặc là thấp hơn cái giá này đóng cửa hoặc là trong nền khi mà dưới MA20 hoặc vượt nền khi dưới MA10 đấy thì các anh chị xem những cái này các anh chị sẽ rất là tường minh và dễ đánh đúng không ạ các anh chị không phải 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 đi tìm những cái gì đấy nó cao siêu hoặc nó thần bí sáng nay mình có nói trêu với các anh chị ấy. sáng nay mới mới áp lên đây này đúng không các anh chị có thể xem bên đây này rất là là, là. là nên nó cũng vui vui thôi Nhưng mà chia sẻ với anh chị chút đúng không Đúng không Phân tích cơ bản thì giống như là đường á Đúng không Phân tích kỹ thuật thì giống như bột ngọt á Và nếu anh chị dùng tin tức thì giống như mắm tôm Thực ra thì dùng cả đường cả bột ngọt cả mắm tôm thì chúng ta đều có thể gọi là cho vào món ăn được đúng không ạ nhưng vấn đề là cái tỷ lệ nào với cách nấu món gì đúng không nếu muốn đậu mắm tôm thì đương nhiên sẽ cần mắm tôm rồi nấu mấy cái món bình thường mà cho mắm tôm vào chắc chắn không thể ăn được đúng không ạ như vậy chúng ta phải biết lựa chọn lựa chọn cái gia vị nào để nấu để ăn đúng không ạ đó thì nó theo cái cách phân tích kỹ thuật thì nó là cái cách khá đơn giản cách phân tích cơ bản thì giúp chúng ta loại bỏ những cái cổ phiếu yếu đi thực ra các anh chị thấy là mình thường không phân tích cơ bản nhưng mà không phải đâu nhé vì đa phần mình chia sẻ với các anh chị đều là những cái doanh nghiệp cơ bản tốt rồi cái phân tích cơ bản ở đây ấy, chúng ta chỉ tập trung vào các cái cổ phiếu mà tức là về bản chất chúng ta đi tìm những cái cổ phiếu mà nó có cái sự ổn định trong vòng khoảng vài năm, khoảng 3 năm và nó có mức độ ổn định và có những cái tăng trưởng. Đấy. thì khi như vậy thì nó là điều kiện cần. Từ chúng ta xác định là doanh nghiệp này cũng không thể chết được, đúng không ạ? Cơ bản là nó sẽ không thể phá sản được. Và cái mà chúng ta nhìn thấy là gì? Đó là dòng tiền của Big Boy, dòng tiền của các nhà đầu tư lớn. Nó đi vào đâu? Nó dòng tiền này nó đi vào các cái ngành này này, đúng không ạ? Trong các ngành này thì các anh chị làm những cái gì? Tìm những cổ phiếu mạnh như này, đúng không ạ? Đó thì khi mà như vậy thì chúng ta rất an toàn. Cổ phiếu ở mức độ là doanh nghiệp là an toàn nhé. Dòng mạnh nhé, các cổ phiếu mạnh nhé dòng tiền nhá, bùng nổ nhé thì sẽ an toàn thôi thì nguyên lý ở đây rất đơn giản và khi mà các anh chị để quyết định tham gia những cái việc mua bán như thế này, này, thì các anh chị phải giống như các anh chị xác định là các anh chị lên máy bay á đúng không ví dụ các anh chị định bay từ hà nội đi sài gòn là chúng ta phải có dự định là có điểm ví dụ đây là cái điểm mà chúng ta là điểm xuất phát đúng không ạ đây là cái điểm mà chúng ta hạ cánh ở sài gòn mà trong có bất biến gì đấy mà nó bị sai lệch như này thì chúng ta bắt buộc chúng ta tính cái cách khác Chứ không phải khi các anh chị ôm những cái cổ phiếu sau khi mua rồi Cứ suốt ngày nhảy vào các group hỏi Han, ABC nào kia Thế như thế thì chẳng bao giờ kiếm được lợi nhuận cả Đúng không ạ? Rất là khó để kiếm được cái nhận lợi nhuận lớn Ở đây là chúng ta đi theo cái hướng là Đúng là sẽ phải cho chúng ta lợi nhuận lớn Mà sai là chúng ta là phải sửa ngay Đúng không ạ? Mua sau khi cổ phiếu tích lũy Và bán trước khi cổ phiếu phân phối hoặc điều chỉnh Nó phải rất là nhanh và rất là cụ thể như thế nha anh chị nhé Đó thì mình sẽ phân tích ở trên Ami cho các anh chị xem các cái dòng cổ phiếu bùng nổ ngày hôm nay nhé. Đây là các cổ phiếu bùng nổ ngày hôm nay này. Đấy, các cổ phiếu bùng nổ đây, đây. Trong các cổ phiếu bùng nổ này thì sẽ có cả những cổ phiếu mạnh nhất nên anh chị, nhớ rất là mạnh luôn. Đây, bùng nổ như bùng nổ thì nó sẽ có ba loại bùng nổ nhé. Một cái loại mà đang chạy, nước rút rất là mạnh ở trên đỉnh á. Một cái loại để mình chọn các mạnh nhất đi. một cái loại mà bùng nổ sẽ cho chúng ta cái điểm mua nhé một cái loại bùng nổ ở phía dưới thì chúng ta sẽ bỏ qua với những cổ phiếu như này này đây là vẫn là nó vẫn là số dạng bùng nổ đấy nhé nó tăng giá mạnh thế mà đúng không ạ nhưng nó chúng ta sẽ không mua được những cổ phiếu này nhé đấy, đúng không chạy nước rút ở mầm này không mua được đây để không mua được không mua được không mua được, không mua được. đúng không không mua được chạy rồi ICT lại thế này không mua được TSV nhé các anh chị nhé cái nền nó tận dưới này này thì cái đây không phải nền đâu nhé đây là cả một đoạn chạy của nó đấy các anh chị thấy nó có những ngày nào nó thủng ma 10 đâu đúng không như Các anh chị mua đúng như cái điểm như thế này đúng không đúng như này thì chúng ta phải ôm chặt cổ phiếu chứ chẳng qua là khi mà các anh chị thấy nó chạy nó rút các anh chị chốt lời thì chốt lời chứ đúng không thế làm gì có ngày nào nó vi phạm nguyên tắc bán của chúng ta đâu chẳng ngày nào cả đúng không tuyệt vời không ạ? đúng không DGC như thế này đây là một cái nền này chạy thế cái này chạy bốn năm nền rồi ok nhé ấy PT này thì hôm nay là cho điểm mua này nhân thì các anh chị nhìn thấy trong này như có này đúng không? đi này, chứng khoán này có này, đúng không? Tất nhiên những cổ phiếu dưới 15 000 này thông thường là mình sẽ không thích lắm đâu. Nhá, nhưng thông thường mình ít mua những cổ phiếu dưới 15 000 lắm, nhưng mà đây là nó cũng được nên mình cho vào đây để chia sẻ cho các anh chị. Đấy, AAV này hôm nay có thể xem mua được nhé anh chị nhé Vượt nền mà, bùng nổ vượt nền mà. BMI thì điểm mua ngày hôm qua rồi nhé các anh chị có thể xem là ngày hôm qua, điểm mua ngày hôm qua hôm nay chạy thôi. Đấy. VTO này hôm nay có thể mua được nhé, hôm nay là điểm bùng nổ vượt nền đấy, các anh chị nhìn thấy khi mà giai đoạn này nó giai đoạn sideways này. Khi lực dòng tiền mà mạnh như thế này thì đây sẽ là những cái dòng tiền của nhà đầu tư lớn. Nhá, hoặc là những cái dòng tiền kích hoạt để cho nó chạy, đúng không ạ? Do vậy thì hôm nay là một cái điểm mua bùng nổ. Cô chị anh kinh chị nhé. Đấy, SCR này điểm mua bùng nổ nhé. Đấy. PTB này điểm mua bùng nổ đúng không? PTB rất là đẹp. Các anh chị xem lại danh sách PTB này. Khối lượng nó kiệt khô này, đúng không? Đây là cái phiên test cung này, đúng không? Bản thân mình cũng mua cổ phiếu này ở cái phiên này. Đấy cũng chia sẻ cho anh chị. Các chị có thể xem lại trong danh sách là có đấy. Nhá, có đấy. Rất tuyệt vời luôn. Các anh chị mua những cái phiên này các anh chị đây đúng không? Hôm nay gia tăng mua gia tăng tiếp được bởi vì chúng ta có lợi thế ở đây rồi mà. Hôm nay chúng ta có thể mua gia tăng tiếp. Đây cổ phiếu KHB thì không mua được nhá. AP không mua được nhá, nằm giữ thôi. DGT cũng thế nhá. BMC cũng thế nhá. IDG nhá, IDG điểm mua bùng nổ ở đây này đúng không? hôm qua đúng không? Hôm nay tiếp tục chạy đâu. Ok rất đẹp. VNB thì là bùng nổ nhưng không phải điểm mua nhé, nó phía dưới. HSB thì hôm nay cũng là cổ phiếu điểm mua nhé. Chứng khoán đúng không ạ? Chứng khoán nhưng mà dưới 12.000 đúng không? Nó là điểm mua đấy. hu 4 thì à, thực ra thì cổ phiếu này có thể mua được nhưng mà nó sẽ có cái mức kháng cự ở đây này. Chị thấy nhìn mức kháng cự ở đây thì cũng không kỳ vọng được lợi nhuận cao đúng không ạ? Không ưu tiên cho lắm. TPB này để mua bùng nổ nhá, dòng banh đấy. Thằng TPB này là leader của dòng banh này nha anh chị nhé. Tất nhiên chúng ta có thể xem xét bởi vì dòng banh thì nó đang khá yếu, cho nên cái việc mua PTB này là cái, cái việc cần phải cân nhắc. Bởi vì nếu nó mạnh á, nó mới thoát được, còn nếu mà nó yếu á, có thể nó sẽ phải trở lại nó tích lũy ở đây. Có thể cái việc đấy nha anh chị nhé, có thể. Như hôm nay nó là điểm mua tiêu chuẩn Slim đấy, nhá. Cái việc chúng ta quyết mua hay không thì chúng ta còn xem vào nhóm ngành nữa. Như nó là để mua xịn xịn xin luôn anh nhá đúng công thức ạ à. TDT này bùng nổ này cũng có thể mua được nhá TTA cũng có thể là điểm mua nhá anh chị nhá điểm mua vượt nền đấy Sam này cũng có thể mua được nhá nhưng mà cái vùng của nó ngay đây này lợi nhuận không được nhiều cho lắm anh chị nhá đây đấy, không nhiều cho lắm SKB này thì bùng nổ nhá nhưng mà chúng ta không lựa chọn nhé GSP nhá, dòng vận tải biển đúng không, hôm nay để mua nhé, để mua đẹp ấy, để mua slim. DRH này, này có thể mua được này, nhưng mà nó cũng có cái vùng kháng cự ở trên này chúng ta cũng không kỳ vọng nhiều Do vậy là trong danh sách thì mình không đưa mấy cổ phiếu đấy vào, với DRH là không có nhé VFS này để mua nhé, để mua Cancellim nhé VPB nhé, VPB thì nó hôm nay là bùng nổ nhưng mà khối lượng nó cũng thấp là một, Vì thứ hai nó vẫn là dạng hồi phục đấy anh chị nhé. vùng kháng cự là phía trên này này. Đấy. BCE có thể mua được nhé, BCE này có thể mua được. Nó là một dạng đầu cơ đấy nhé, nhưng mà có thể mua được. HDG anh chị có thể mua được nhé, HDG này thì nó chưa vượt đỉnh đâu nhưng mà nó có cái mô hình hai đáy ở đây này. Anh chị thấy là nó rũ này đúng không? Rũ hôm trước cũng nói anh chị rũ đến nỗi kiệt này. Làm gì đây phi này rũ mạnh này phi này là test cung này đúng không Phi này rũ tiếp này kéo lên làm gì còn lực bán đâu đúng không Tự vào thôi tự lên Này trần nhé đúng không Rất là đẹp luôn những cổ phiếu này chúng ta phát hiện ra được anh chị xem vào những hôm trước là đều có hết Đấy, LSS này này điểm mua này nhé đây điểm mua vùng nổ Rất nhiều cổ phiếu cho điểm mua vùng nổ nhé DBC như thế này có bạn một số bạn hỏi DBC thì DBC là cổ phiếu cho điểm mua vùng nổ nhé mấy cổ phiếu này thì không không phải để mua nhé nó bùng nổ từ dưới lên thôi đây là thế cũng vẫn vùng kháng cự rất là dày đây thôi bỏ qua PVP thì hơi yếu hơi thiếu khối lượng một chút nếu nó khối lượng cao một chút nữa thì sẽ đẹp hơn EGC này thì vẫn có vùng kháng cự thì thôi mình sẽ không chọn VDS này có thể mua được này đây này VDS này mua được nhé Bùng nổ đấy KSB này cũng có thể mua được anh chị nhé KSB này để mua vùng nổ đấy nhé khối lượng thì hơi thấp một chút nhưng mà vẫn ổn nhé tích cái này có thể mua được nhé khối lượng hơi thiếu thực ra hôm nay nó là một cái phiên test cung thì hợp lý hơn anh chị ạ nó test cung hợp lý hơn đây anh chị thấy, sau khi nó rũ này cân bằng lại này test này hết lực bán ra đúng không ạ rất đẹp đấy bùng nổ này a này thì là b này nhưng mà chúng ta không chọn nhé ri này thế nhỉ ri này khối lượng hơi có một chút à, hơi 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 thiếu một chút nhé hơi thiếu một chút khối lượng hơi thiếu một chút và lên đây nó có một cái lực uh, cung nó xả ra các anh chị thấy khi mà nó kéo lên nó đâu có giữ được đâu nó lại bị bán xuống dưới ở đóng ở giữa này VCS hôm nay thế nhé VCS thiếu khối lượng một chút thì đã cũng ok VND đi ok nhé VND lại mua được HDC lại mua được nhé CVS nhé cũng bùng nổ mua được nhé rất nhiều luôn đúng không ODS này thì hơi yếu thôi thế rồi những cổ phiếu mua được à, tiếp theo mình sẽ đi phân tích cái danh mục của các anh chị nhé một số anh chị có yêu cầu á các anh chị đặt các cái câu hỏi về các cái mã cổ phiếu ở trên YouTube và trên Zalo á thì mình có nhặt vào đây này đây đây là các cái cổ phiếu mà các anh chị hỏi này Đấy, đây là những cổ phiếu mà anh chị hỏi này rất là quan tâm này nhé danh mục mọi người hỏi và quan tâm trên YouTube và Zalo ngày 17 tháng 9 thì bây giờ mình sẽ phân tích các cổ phiếu này theo đúng yêu cầu của các anh chị thì trong thời gian tới ấy, hàng ngày á nếu các anh chị có những cái cổ phiếu nào mà muốn phân tích á thì chị có thể comment ở phần bên dưới này Đó, các anh chị comment ở phần bên dưới này các anh chị comment ở đây này thì mình sẽ làm các cái giải đáp cho các anh chị nhé comment vào đây bây giờ để phân tích ấy, thì mình sẽ phân tích cái này cho nó dễ nhá mình sẽ copy nó vào đây bằng cái này hướng dẫn các anh chị nếu các anh chị không biết sử dụng kết hợp các anh chị sẽ dùng cho mình hàm và đây đúng không cho mình dấu phẩy vào đây và cái thằng này và và tiếp nhá cái này này đúng không rồi bên các anh chị rồi đây nhá cái này là mình cũng rất nhiều anh chị không biết đâu mình sẽ hướng dẫn các anh chị làm sao các anh chị copy cái này vào trong ami broker để các anh chị phân tích các anh chị bấm xuống đúng không đấy các anh chị có một danh sách rất là dài này đúng không mình sẽ phân tích những cổ phiếu này cho anh chị bấm chuột copy này các anh chị sang đây này các anh chị có cái phần hỏi đáp này type in này Ok nhé. Ngoài cái việc mà mình phân tích cho các anh chị mình còn chia sẻ với các anh chị những cái kinh nghiệm khi mà sử dụng AMI Broker nữa. Anh chị ok mà phát là các cổ phiếu vào đây rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có thể đi phân tích trong này. Đúng không? Nhưng mà như thế thì mình thấy vẫn chưa chưa hay lắm. Mình lại vào tiếp đây, mình dùng cái này cho anh chị này, vào đây này. Define nhé. Cái này này, mình chọn filter nhé. Mình chọn cái mục hỏi đáp cho các anh chị nhé, bắt delete chọn cái mục hỏi đáp cho các anh chị nhé ok đúng không ok này bây mình tôi đưa lại phát này đấy sau mình lọc như này phát là theo ngành nhé để trả lời cho các anh chị theo đúng ngành luôn mà đúng không ạ theo cái mạnh nhất này đây đây là đúng các cổ phiếu mà các anh chị quan tâm đấy nhá đây vrc này có cái chị vrc vrc thì các anh chị thấy là nó sẽ như này này nhé nó là cổ phiếu hồi phục thôi nhé và nó còn đang loay hoay ở cái vùng này này nhé thì chúng ta sẽ không ưu tiên cổ phiếu này anh chị nhé bỏ qua nhé HTG thì nay vừa nói rồi đúng không ạ rất là ok nhé cổ phiếu cho điểm mua hôm nay luôn rất là ok HTC cũng thế đúng không nay cũng điểm mua ok nhé nắm giữ là ok đấy IDG rồi thì là điểm mua test cung đây đúng không ạ điểm mua ngày hôm qua điểm mua Ken Slim tiếp tục hôm nay bùng nổ tiếp rất là ngon cổ phiếu này rất là ngon luôn nha, nắm giữ c 3 thì nó là cổ phiếu bo cung anh chị nhé các anh chị này nó bằng nhà chặn như này này chúng ta không đi tiên nhé nó là một dạng bo cung lên thì khả năng là nó vẫn lên được đấy nhưng mà nó là dạng bo cung tích này ok nhé tích này các anh chị thấy rũ này cân bằng lại này kiệt vô này hôm nay mua lại này ok nhé cổ phiếu này ok đấy các chị mua hôm nay cũng được nhé mua hôm hôm trước cũng được mua hôm trước thì ổn hơn nhé mua điểm này này đây, điểm này là điểm no supply này và chất nó là no supply rất là đẹp nhé đó NVB ok nhá, NVB ok nhá. Hôm nay thì khối lượng hơi hơi cao một chút, đáng nhẽ như vậy nó phải tăng giá thì nó sẽ hợp lý hơn. NBB ok. NTC lại kênh dưới chúng ta bỏ qua nhé. 55 ok nhá. Đây là bùng nổ vượt nền này, cái slim này, rũ rũ này. Rũ kéo lên này, kiệt vô này. Của phiếu này bên chỉ cần lực cầu vào phát là nó sẽ bứt thoát khỏi cái vùng này luôn là chạy luôn anh chị nhá. Rất ok đấy. KBC ok nhá, sau nhịp rũ này, kéo lên này. Bên này bán ra khối lượng hơi cao một chút xíu nhé và thủng ma10 nhé Tất nhiên là cổ phiếu này nó vẫn là trong cái vùng tích lũy thôi thì chúng ta chấp nhận là nó thủng a10 được nhưng chúng ta sẽ không chấp nhận khi nó thủng ma20 là cái đường màu đỏ anh chị nhé đó thì cơ bản là vẫn ok nhé Ở ITD này thì đang chạy nước rút rồi nhé chạy mua phát gần như chạy cong luôn luôn nó kiểu như thế nhưng mà hôm nay là một ápus nhé after là, là kéo lên trong lực bán ra xuống khối lượng khá cao nhé thì nghe theo dõi phiên ngày mai nếu ngày mai mà khối lượng lớn tiếp thì chúng ta có thể chạy nhé FPT FPT hôm nay cũng là một áp nhé hơi hơi tiếc một chút anh chị FPT này hơi tiếc một chút anh chị thấy là đây là một phiên bùng nổ này cái này kiệt khối lượng này mua vào này như đóng ở giữa này ba phiên này kéo lên này và chất đây là một áp thì chúng ta phải thận trọng bởi vì khi có áp này này áp áp ở cái vùng mà gọi là cái vùng kháng cự phía trên này này thì nó khá là rủi ro bởi vì nó có nguy cơ nó chuyển thể sang một một cái pha phân phối tất nhiên là phiên hôm nay thì chưa sao vậy nhé cổ phiếu FPT này thì nó được uh, nó được khi mà chúng ta nhìn thấy những cái phiên như này này kiệt vô như này thì các anh chị nhìn như thế này thì các anh chị sẽ biết đây sẽ là một cái đáy của nó rồi nhá mình đang thử chia sẻ với các anh chị cách các anh chị phân tích đây sẽ là cái đáy ngắn hạn của nó rồi đúng không ạ đây là điểm rũ bỏ nhá đây là một viên rũ bỏ check out của nó đấy nó kéo lên nhé nó kéo lên thì chỗ này bản chất nó là một cái xu hướng lên ở trong nền nhá thì những cái phiên như này thì nếu các anh chị nằm giữ FPT mà nó thủng mà 20 thì các anh chị cũng nên chạy nha đấy là chia sẻ như thế FPT thì cũng đang bình thường nhé chưa phải là quá xấu đâu như chúng ta dùng cái kịch bản xấu nhất để chúng ta chạy nhé nếu thủng MA20 thì nên bán BMI, BMI thì rất là ổn đúng không? Hôm qua là điểm mua đấy, hôm qua là điểm mua thì hôm nay tiếp tục mua lại tạo gáp luôn nha. Ok, năm năm giữa nhá. Các anh chị không phải lo ngại cái việc lắp gáp đâu. Bởi vì thực ra một khi nó chạy như này rồi thì vấn đề gì? Đúng không? Mấy hôm qua mới là điểm mua mà. Các anh chị sợ gì kể cả nó lắp gáp thì chả vấn đề gì đúng không? Tốt một xu xu thế lên tốt. khối lượng dòng tiền đều vào nó tốt nhé. VVH này thì cổ phiếu kinh dưới không ưu tiên bỏ qua nhé PSI thì nói vừa nói rồi cổ phiếu điểm mua bùng nổ đúng không ạ Vick này thì là nó cũng là cổ phiếu không phải là cổ phiếu kinh trên anh chị thấy nó rất nhiều kháng cự ở đây này cả cái khu vực này là dày đặc này đấy cho nên là rất khó tăng giá cổ phiếu như thế này thì rất nhiều người hỏi cổ phiếu này nhưng mà mình thấy thì chả, chả đẹp gì cả nhé VFS thì ok này để mua bùng nổ nhá VFS ok nhá SLI này ok nhá không vấn đề gì đâu các anh chị thiếu đóng ở giữa nhưng chẳng vấn đề gì đâu cái này nó vẫn ok nhá HBS này để mua bùng nổ nhá đúng không ạ ART này thì chúng ta thấy là nó đang băng chặn chặn thì chúng ta không ưu tiên nhé gần như là nó như kiểu chả có sức sống gì cả chả có sự vận động đúng không ạ HCM ok nhé Đây là rũ bỏ này test cung kéo lên này no supply này đúng no không này mua lại này đúng không chúng ta hoàn toàn có thể mua cổ phiếu này từ ngày hôm trước à đúng không ạ dòng chứng khoán thì hôm nay có dòng tiền thì vào nhưng mà không phải là quá mạnh nhưng mà mình thấy nó cũng khá là tích cực nhé TVB ok anh chị nhé TVB nổ vật nền này rũ xuống này đúng không ạ nay là test cung nhá hôm qua là no supply rồi nay nó không bán được nữa nó kéo lên thôi TGG này thì chạy nước rút rồi thì anh chị nắm giữ thôi nhé. IPA này thì khối lượng hơi cao không ưu tiên nhé vận tải thì SKG đang chạy rồi đúng không tít tiền tịt như này chúng ta nắm giữ thôi ILB này ok nhé anh chị nhé hôm nay là điểm bùng nổ nhé sau khi nó kiệt khôn nó bùng nổ nhé thì anh chị nắm giữ ok Hôm này thì bỏ qua nhé rơi trần chặn và lên như này khối lượng này nó là dạng bao cung VNL VNL thì cũng không đẹp lắm đâu các anh chị thấy là nó cũng hơi hơi sốc đấy chạy lên rũ xuống chạy lên như này đi ngang khối lượng nó đang kiệt dần thôi chúng ta sẽ theo dõi nhé cổ phiếu này theo dõi không ưu tiên DCM nhé DCM rất nhiều anh chị hỏi DCM đấy thì anh chị thấy có DCM vẫn ok nhé vẽ vùng này có vẻ hơi rộng quá đúng không mình kéo lên một chút thì đây đây rũ bỏ này để test lại này đúng không các anh chị thấy phiên này làm gì có khối lượng đâu làm gì có bán ra đâu này tiếp tục rồi rũ bỏ xong kéo lên nhé này là tích cực đấy nhé cổ phiếu DCM này, nắm giữ ok nhé kênh dưới bỏ qua nhá TC nhá DGC thì là vip rồi đúng không và vip thì các chị nắm giữ thôi nhá nắm giữ thôi đừng mua thêm gì cả à này thì này là bùng nổ này nhá nó là cái diện hồi phục nhá nó có mức kháng cự đây này rất gần này chúng ta không nên không nên ưu tiên có nhiều cổ phiếu đẹp hơn Đấy, là TG OK nhé anh chị nhé nó đang sideways thôi, sideways thì nó không phải là cổ phiếu mạnh. Các anh chị thấy là mặc dù nó mua vào này đúng không? Nhưng mà gần như là phiên sau bán ra nó lại vẫn có lực, nó vẫn có lực cung đúng không? Các anh chị thấy đấy, mua vào đây đúng không? Nếu anh chị giả định đây là big boy thì gần như là giai đoạn này là người ta phải gom hàng rồi. Mà tại sao người ta đẩy lên mà hôm sau vẫn có lực bán ra đúng không? ạ Vậy thì không phải đẹp lắm nhé. vlp thì OK đấy nhé hôm qua để mua này, hôm nay tiếp tục đóng trên này nhé hôm qua là để mua bùng nổ nhé các anh chị xem lại hình như hôm qua có đấy DHM thì hôm qua để mua bùng nổ nhé hôm nay nằm giữ ok nhé MSR nhé ok nhé KSB nhé KSB hôm nay có thể coi là điểm mua được nó thiếu thiếu khối lượng một chút thôi nhé nhưng mà cũng ok nắm giữ ok nhé DN thì chạy nước rút rồi và nay là up rồi anh chị nhé mai mà nó ấy là rơi đấy hôm nay bán được rồi thực ra hôm nay chị bán được rồi tt này hôm qua đóng ở giữa này hôm nay bán ra này cổ phiếu này cũng có thể chốt lời được rồi nhé ri này ri này khối lượng kiếm một chút nữa thì đẹp đúng không ạ như này là đẹp này đấy khối lượng một chút và vẫn có cái lực cầu nó xả ra thì nếu nó chúng ta theo dõi thêm nhé thì theo dõi thêm ngân hàng thì hơi yếu nhé có thằng VAB gì này mà nó đi như này nhỉ cổ phiếu như này chúng ta chưa xem xét nhé VGB không đẹp lắm nhé anh chị thấy nó như này bằng chặt chặn này rồi đó, bằng cái chặn này lên phát lại bằng chặt chặn này không đẹp nhé nó không phải là cái mô hình quen thuộc của mình nhé ABB này thì cũng ở phía dưới đây. chúng ta sẽ chưa xem nhé với cổ phiếu ngân hàng này chả hiểu các bạn chọn toàn những cái mã mà chả thấy có gì đẹp à. Bản bản chặn chặn này, khối lượng cao này. Cổ phiếu này chả có thì dấu hiệu gì. Techcombank thì chúng ta nên chờ nha anh chị nhé. Nếu các anh chị cho nó cả một khu vực này thì đây là những cái phiên rũ bỏ này, rũ bỏ này, kéo lên này, rũ bỏ này. Nhá, thì hiện nay thì thấy rằng là nó cũng khá là kiệt vôn Nhân nó khá là kiệt vốn. Nhưng mà nhớ anh chị vào kiệt vốn ở đây thì nó sẽ nó sẽ mua vào đúng không? trong có một số anh chị bảo kiệt vô ở đây là nó đang gọi là chuẩn bị nó bán ra rất nhiều anh nói chị nói rằng ngân hàng chuẩn bị bán ra thực ra như này thì nó là 50 50 thôi cái việc mà chúng ta nói là mua vài bán ra chỉ là phản đoán đúng không ạ chỉ là phản đoán nhé à, khi mà nó kiệt vô như này nó cũng là những cái tín hiệu tốt rồi nhé nó là tín hiệu tốt rồi nhưng mà để mà cần thiết đó, là chúng ta phải cần có những cái phiên rũ ở nó rũ mạnh xuống rũ xuống mà nó phải loại bỏ hết những cái ông yếu tim trên này đi này nó mới tốt càng rũ càng tốt càng giặt càng tốt giống như giặt quần áo đúng không càng giặt càng sạch đúng không ạ hoặc là nó không giặt thì nó phải bùng nổ thốc lên bùng nổ thốc lên một là ông rũ đi đúng không hai là dòng tiền nó vào đi thì nó mới thể hiện là dấu dữ hiệu của big boy đúng không ạ thế này thì không rõ cả cái này chỉ thấy là nó đang cạn lực bán thôi tốt nhất là các anh chị nên chờ là nó có phiên bùng nổ lên sau nó test lại thì chúng ta có thể mua để đẹp nhất hoặc là nó rũ bỏ xong nó kéo lên thì chúng ta mua sẽ đẹp nhất vậy nhé OCB tương tự thế nhé, nó đều phía dưới hết Việt công banh này thì tại một xu đi xuống rồi Đó, vậy thôi Vẫn là cái vùng Cái vùng vùng sideways này thôi nhé Có thể nó sẽ là tái phân phối Rơi tiếp và tái phân phối Mà hồi phục thì là, là tích lũy nhé Như này thì chưa đủ kết luận NVB cũng thế này, không đẹp nhé. MVB nó đang phía dưới giống hết tiết tách Khối lượng kiệt, đúng không ạ TR nhé, TR để mua bùng nổ này, chạy này, đúng không ạ? Vẫn nắm giữ được. TMX này thì nó hơi lộn xộn nhé, khối lượng thì cũng kiệt hơn rồi, nhưng mà không đẹp, thì bỏ qua đi. Gas này thế này, gas này các anh chị thấy đây là cả cái khu vực là khu vực của nó này, đúng không? Các anh chị nhìn thấy này. Sau khi rút vào nó cũng kiệt rồi, đúng không? Kiệt rồi này, bùng nổ phát này, đúng không? Theo mình nghĩ là nếu mà để cổ phiếu này mà chạy được, nó sẽ phải tích lũy tiếp vùng này này nó về tích lũy tiếp này nó mới chạy được còn không có thì chắc chưa chạy được đâu ADS này thì nó vẫn lên thôi cứ xuống lên bình thường nhé nằm giữ được PNG này này VNG này nó là anh chị thấy đây là cái vùng gọi là kháng cự rất là mạnh của nó này đúng không thế này nó mới rũ thôi đây rũ này hấp thụ này đúng không? hấp thụ mạnh quá này đẩy lên luôn này nhưng mà khối lượng vẫn cao nhá chúng ta phải chờ thêm và lên đây nó sẽ có cái kháng cự lớn đây thì rất, rất thành công nó không cao mà bây giờ thì đấy ok này các anh chị mua ở đây này đúng không chạy này nhưng mà bây giờ thì không mua nữa nhá chúng ta là có thể nằm giữ thôi Massage đúng không Massage này các anh chị thấy là chúng ta đã phát hiện ra cổ phiếu Massage này từ những cái điểm này này cái điểm test này đúng không đây này cái này chúng ta đã phát hiện ra nó rồi chắc chắn luôn các anh chị xem lại nhé ngày 19 tháng 9, /9 nó có Massage nhé Chắn có mùng 9 chính chín có mát xa Mùng ừ, đây mùng đây, 9 chín, chín này Đây có thời di động này Nhà từ liêm này Đúng không? Mát xa cho phía sau à Thôi <laughs> Ok anh chị có thể xem lại ở đây nhá Có mát xa này này Đây này có mát xa này này Ngày 14 9 nhận định cho ngày 13 này Ngày mùng 10 Ngày mùng 10 có mát xa Đó sau đó nó muốn điểm mua bùng nổ nhá xong nó chạy nha. hôm nay điều chỉnh khối lượng thì hơi hơi cao một xíu xíu nhưng mà không vấn đề gì anh chị nhé vẫn nắm giữ được đấy Winas này đúng không đây điểm mua bùng nổ này chạy này hôm nay bán ra một chút khối lượng bình thường không vấn đề gì nhé lấy này hôm nay điểm mua bùng nổ nhá ok nhá cổ phiếu KDC này thì nó đang chúng ta nó đánh theo kiểu các anh chị nhìn nó là những cái diện có cung á chặn, chặn 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 này tốc lên này chặn 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 này tóc lên cái này. này cổ phiếu này rất khó đánh không đánh được nó chẳng giống ai cả nó không có tính quy luật cung cầu ở đây rất là khó. cổ phiếu này chị không đánh được cổ phiếu này chị không phân tích được luôn gg thì ok nhé chị nhé vùng gần nhất của nó là vùng này nhé vh nhé VTP này ok nhé, nó không đẹp lắm thôi. Thực ra là không đẹp, các anh chị nhìn khối lượng là hơi cao, Thực ra nó không đẹp. Trong cái khu vực xe quay thôi nguy tiên. Này thế này, oi này thế này, khối lượng thì kiệt này, các anh chị nhìn khối lượng này kiệt này. Các anh chị cứ nhìn nhé. Thực ra là để mọi người cứ tìm dòng tiền của nhà đầu tư lớn bằng các cái phiên khối lượng lớn đó, Rồi thì đúng, đấy là một cách. Nhưng mà các anh chị có thể tìm những cái phiên mà kiệt khối lượng, đó cũng thể hiện dấu hiệu của nhà đầu tư lớn nhé. Tức là nó là cái phiên mà gần như đã cạn hết các cái dòng tiền của nhà đầu tư như nhỏ lẻ này. Các anh chị nhìn kiệt khối lượng thì nó tương đương với đáy luôn đây này, đúng không? Các anh chị nhìn đây thì nó thấp này, đây này. Đúng không ạ? Đấy. Lên thôi, đúng không ạ? Nó đang là hồi phục nhưng mà cái vùng kháng cự của nó rất là dày chúng ta sẽ chưa xem cái dòng này. hát thì ok thì nắm giữ thôi nhé nắm giữ, nắm giữ và kiếm tiền thôi, ok không đề gì. Các anh chị thấy thì đây là những cái điểm mua vùng nổ này, Đấy đúng không? tất lẽ dĩ ngẫu rồi tức là cái cách của chúng ta để gần như cổ phiếu nào chạy chúng ta cũng biết nhá nhưng mà tất nhiên là sẽ có những cổ phiếu mà chúng ta biết nó chạy nó bùng nổ nhưng nó có thể thành công hoặc không thành công nhưng tất cả những cổ phiếu chạy chúng ta đều biết nhá thì anh chị thấy từ lúc nó chạy nó có bao giờ thủng ma 10 đâu điểm mua của nó đây này cái ngày mua của nó đây này ngày ba mươi 8 này chả nghe nó thủng ma 10 cả đúng không nắm giữ ra lợi nhuận thôi đâu cần phải đọc báo vào của group hỏi han nhiều đúng không ạ chúng ta cứ đánh đúng công thức thôi nha anh chị nha nó cao gợn thế nhá, nó gợn thế này, đây này điểm mua của nó này, đúng không? chạy này chạy 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 trên ma 10 chả có gì sai cả, đúng không? Ủa gì đây? SMC à? SMC OK nhá, lên nhá anh chị nhé, lên nhá. Nó không đẹp bằng hai mã trên nhưng OK nhá. SHI này thì đang ở vùng phía dưới chúng ta chưa xem xét nhá, hồi này thì đang yếu nhá, nó đang ở cái vùng sideways vùng dưới, chưa xem xét khối lượng vẫn rất cao thiết bị vật liệu xây dựng thì HDA thì ok này lên này nhé VCS nhé VCS các anh chị thấy xong một nhịp rũ bỏ cạn khối lượng này thì hôm nay bắt đầu có dòng tiền vào rồi nhé có thể cái mai nó sẽ test nhẹ và nó tuần sau xin lỗi tuần sau thứ hai test nhẹ rồi nó chạy hoặc cần gì nó chạy luôn cũng được không vấn đề gì cả ok nhé VKG thì xuống rồi thì bỏ qua nhé cổ phiếu này bỏ qua VTO nhé hôm nay điểm mua bùng nổ nhé ok PVP ok nhé cái gì giữ được HP vẫn ok nhé, để bùng nổ vấn nền này, dũ này test lại này, các anh chị thấy phía này cạn khối lượng này, bên này cạn khối lượng này, phía này kích phát là chạy, nếu ạ. ok nhé. À, DGT này thì là chúng ta sẽ không mua nhé, nhưng mà nó hiện nay là nếu mua thì nó đang chạy rồi, ra nắm giữ thôi nhé. PC1 khá đẹp anh chị nhé, đây là nền một này, các anh chị nhìn PC1 này nó có một cái nền rất đẹp ở đây này đúng không? Đây nền hai, đây nền ba này. cổ phiếu này rất ổn nhé. anh chị mua vào khối lượng lớn này đây bù nổ vượt nền này. test lại này, test lại này. Nhá, ok nhé, ok đẹp. HTN ok nhé, nắm giữ ok nhé. ok, đấy là các cái cổ phiếu mà các anh chị hỏi hỏi mình ngày hôm nay nhé, thì mình, các anh chị có cái câu hỏi nào á, hoặc là 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 ừ. có nhu cầu làm rõ thì các anh chị comment ở phía dưới đây này nha, yeah, comment phía dưới video này, mình sẽ giải đáp. Một số anh chị hỏi trong Zalo thì mình sẽ tập trung để phát triển kênh YouTube á. thì cũng mong anh chị ủng hộ cho mình thì mình sẽ các anh chị đặt câu hỏi trên YouTube và mình sẽ trả lời trên YouTube. Nha, yeah, cũng rất là thoải mái thôi. Nha, yeah, thì các anh chị comment ở đấy thì mình sẽ làm các video giải đáp. thì Hy vọng là cái bản tin này cũng phần nào giúp ích cho anh chị trong hoạt động đầu tư của mình. À, một cái là một số anh chị có quan tâm đến cái file Excel á cái file xem này nếu anh chị nào mà 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 muốn nhận cái file này á thì có thể comment vào phía dưới uh, like video và comment phía dưới này trong đó inbox cho mình thì mình sẽ tặng anh chị cái file này được nhưng mình sẽ hạn chế hơn bởi vì cái file này rất nhiều bạn môi giới xin cái file này để để chia sẻ cho khách hàng Thế thì mình ở đây cơ bản là hướng đến là các anh chị nhà đầu tư nhé các anh chị nhà đầu tư thì thông thường là cái file này đủ dùng cho các anh chị rồi đủ dùng cho các anh chị rồi một số anh chị nào nghiên cứu chuyên sâu hơn thì like kênh nhé và comment thì mình sẽ sau đó inbox cho mình, mình sẽ chia sẻ. để anh chị xem qua, đây là cái danh sách các cổ phiếu này. Tôi chậm để các anh chị coi nhé. Các anh chị nhìn thấy là vô nhóm volume kiệt này, vùng nổ này mạnh nhất là trên MA10 này, cổ phiếu lên, xuống lên kênh trên này, đúng không? Cổ phiếu cho điểm mua vùng nổ này, cổ phiếu hay này, đấy. Nó trên file PDF rồi nhé lướt đây để chị xem thôi đó thì hy vọng là à, những cái thông tin này cũng phần nào giúp ích được cho anh chị trong cái hoạt động đầu tư của mình các anh chị thấy like kênh thì kênh à, thấy hay thì các anh chị like kênh ủng hộ kênh hoặc nếu thậm chí là các anh chị mà không thấy hay thì các anh chị có thể là dislike thì mình cũng đó là cái cách mà giúp mình có thể gọi là nâng cao hơn nữa cái hoạt động gọi là phục vụ chia sẻ thông tin để làm sao đáp ứng nhu cầu mọi người tốt hơn nhé ok cảm ơn các anh chị à, chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại